Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều là diện tươi trẻ, rạng rỡ như gái đôi mươi trong loa đạnh đón sinh nhật tuổi 35, nhan sắc của mẹ một con không đùa được đâu. Sau nhiều ngày bị fan hâm mộ dí đòi ảnh sinh nhật thì mới đây phòng làm việc của Chiều Lệ Diện đã tung ra loạt hình xinh đẹp hết nấc của nàng Sam Sam tuổi 35, khiến ai nấy đều phải suýt xoa. Mới đây phòng làm việc của Chiều Lệ Diện đã công bố những bức ảnh mới nhất nhân dịp sinh nhật của nữ diễn viên. Ngay lập tức, từ khóa Chiều Lệ Diện trở thành chủ đề được tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh Chiều Lệ Diện đón tuổi mới trong không khí ấm áp, thân mật với không gian tràn ngập bóng bay và nhiều bánh ngọt. Có thể thấy Chiều Lệ Diện cực kỳ vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc trong bữa tiệc mừng tuổi mới của mình. Nàng tiểu hoa đán giản dị diện áo đơn giản với họa tiết dễ thương cùng chiếc băng đô mừng sinh nhật trên đầu làm tăng thêm vẻ xinh xắn đáng yêu. Mái tóc đen dài để xõa tự nhiên kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng khiến nữ diễn viên nhìn càng tươi tắn, visual trẻ trung như gái đôi mươi. Trong dịp đặc biệt này, Chiều Lệ Diện cũng nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ai cũng đều hy vọng Chiều Lệ Diện có thể đón một sinh nhật thật đáng nhớ, tràn đầy niềm vui và đạt được thật nhiều mục tiêu, ước muốn trong tuổi mới. Trước đó vào đúng ngày sinh nhật của Chiều Lệ Diện 16 tháng 10, theo quy quy, fan đã chi hàng triệu đô cho chiến dịch quảng cáo. Tại thành phố Tượng Sơn, nơi cô đang ghi hình cho một dự án phim, người hâm mộ chơi lớn khi trình chiếu video về Chiều Lệ Diện suốt một tháng. Mỗi ngày 240 lần, bên cạnh đó các hoạt động thiện nguyện cũng được fan Chiều Lệ Diện tổ chức. Chiều Lệ Diện hiện tại bận rộn với các dự án phim ảnh, chụp hình quảng cáo, dự sự kiện. Bộ phim Diệp Phượng Hành của Chiều Lệ Diện vẫn đang quay và dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023. Được biết đây là dự án của Trang được chế tác lớn. Bên cạnh việc tham gia diễn xuất, Chiều Lệ Diện sẽ lần đầu thử sức với vai trò giám chế sản xuất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.